Thưa quý vị, mặc dù các địa phương đang thực hiện cách ly y tế của quận Sơn Trà đã luôn nỗ lực hết mình trong việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân, nhiều chuyến hàng hỗ trợ của các địa phương đơn vị trong và ngoài thành phố cũng đã chuyển đến từng phường. Tuy nhiên đến nay, tại một số khu vực, tình trạng nhận hàng không đủ theo đơn đã đặt qua tổ dân phố hoặc là chưa nhận được hàng vẫn còn diễn ra, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường An Hải Bắc. Tại tổ 69, phường An Hải Bắc, hầu hết người dân đã thực hiện nghiêm việc cách ly y tế không ra khỏi nhà. Nhưng 3-4 ngày qua, từ khi đặt thực phẩm thông qua tổ dân phố, bà Võ Thị An cùng nhiều hộ gia đình là lao động phổ thông sống tại khu nhà trọ vẫn chưa nhận được hàng, nên việc chăm sóc con nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ thị 16 họ vẫn ở trong nhà, không đi mua hết, không giống ra đường mua chi. Ở nhà trọ nhỏ, trên mẹ sơ sinh này cũng còn thiếu thốn lắm, như mua sữa, mua bím em cũng không có này. Một củ quả rau hành đồ không có gì, cũng nhờ chính quyền đó cũng hỗ trợ thêm với cả tổ dân phố để hàng hóa đi chợ cho thương nhập tới cho nhanh cho xuống cho dân. Tại các tổ dân phố đã nhận được hàng thì cho biết các loại thực phẩm được nhận đảm bảo tươi ngon, chất lượng với giá cả bình ổn, nhưng lại thiếu hơn phân nửa so với đơn hàng đã đặt trước đó. Có nhà chỉ nhận được một ít rau củ quả, một ít thịt. Tới đó nói họ thì họ cứ nói kêu là mua chỉ được có chừng nữa thôi, nhưng mà nhiều nhà nó trong đó là 5 nhà nó là chỉ được có 2 nhà là hoặc 3 nhà là được có món 2 món, còn 2-3 nhà là không có luôn. Ý là đẹp thì đẹp nhiều món lắm nhưng mà không có đồ, chẳng chỗ tưởng mua không được. Mua nhà tôi được có một cái ổi với là nữa cái xà lách, thì đứa nó có mà ăn nấy, còn ăn ít cái thôi, bữa ăn 2 củ thì ăn củ, mình ăn củ thôi. Để khắc phục tình trạng này, nhiều tổ dân phố đã làm danh sách các hộ chưa nhận được thực phẩm, đề nghị phường sử dụng nguồn dự trữ hỗ trợ tạm thời cho người dân, chủ yếu là các loại rau củ quả. Sau đó, tổ dân phố phân ra chia đều cho mỗi nhà, dù ít nhưng đảm bảo ai cũng được nhận. Tổ dân phố đã hỗ trợ được cho nó 2 dạng đó thôi, chứ còn bây giờ là dân người có điều kiện, bà con quanh thì gửi những cái hòn tới thì trở giùm cho họ, lại giùm cho họ ăn cái lúc đó. Theo ghi nhận của chúng tôi, do bị phong tỏa nghiêm ngặt, các đơn vị chuyển hàng hỗ trợ cũng gặp khó khăn trong vấn đề lưu thông, nên không thể đến từng khu dân cư, dẫn đến tình trạng chỗ thuận lợi thì được nhận nhiều hàng, chỗ thì lại nhận được quá ít. Một số đơn vị hợp đồng cung ứng hàng cho các phường, nhưng đến ngày giao hàng thì lại hủy đơn hoặc không giao hàng theo đúng cam kết, khiến địa phương rơi vào tình huống bị động. Trong khi đó, nguồn dự trữ lại có hạn. Thiết nghĩ các địa phương cần khẩn trương tìm ra giải pháp để hỗ trợ thực phẩm cho người dân, giúp họ đảm bảo được các nhu cầu thiết yếu, an tâm phòng chống dịch trong thời gian cách ly y tế.